Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình Những bạn nào chưa đăng ký kênh thì các bạn ấn mục đăng ký kênh màu đỏ ở đây cho Lâm Rồi sau đó các bạn ấn phần hình quả chuông ở bên tay phải màn hình Rồi nhấn vào ô tất cả để chờ đợi những cái thông báo mới nhất từ video của mình nhé Hôm nay thì Lâm lại tiếp tục hướng dẫn cũng như là chia sẻ cho tất cả các bạn về một cái trang web mới ra giúp chúng ta thể khai thác được cái token có tên là Votun hoàn toàn là miễn phí nhé. Thì đối với những cái trang web mà nó mới ra thì cái sự uy tín của nó còn rất là cao. Các bạn thể tham khảo và chơi luôn cho Lâm nhé. Cái đường link tham gia thì Lâm sẽ để dưới phần mô tả của video này. Khi mà các bạn ấn cái đường link thì nó sẽ hiện lên một cái giao diện như thế này. Ở đây thì nó sẽ hiện những cái phần đó là tham gia để khai thác ở đây Có nghĩa là chúng ta vào chúng ta đăng ký để khai thác ấy thì trước khi hướng dẫn các bạn cách đăng ký thì Lâm và các bạn có thể tìm hiểu qua một chút về trang web cũng như là cái dự án này. Thì đây là cái token vô này. Ở đây là trên chuỗi sinh thái Hobi nhá. Thì nữa Lâm sẽ vào cái ví chút collect cho các bạn xem về token này. Các bạn có thể kéo xuống phần bên dưới đây cho mình này. Ở đây thì nó sẽ hiện cái phần đó là phần phân phát ở đây. Đây giả sử nha các bạn đọc qua này, giả sử chúng ta tham gia khai thác ở đây này, chúng ta sẽ nhận được của nó là 0,25%. Đấy cũng rất là thấp Thì đối với những cái trang web mà nó trả token cho chúng ta ít ý, Thì sau này giả sử nhờ cái token này nó mà lít sàn Thì giá trị của nó sẽ rất là cao nhá Các bạn cứ thử hiểu giả sử chúng ta tham gia một cái trang web mà đào coi chẳng hạn Mà nó trả cho chúng ta nhiều cái token ấy Khi này à, sau khi mà nó lít sàn ấy Thì hầu như là những cái đồng coi đó giá trị của nó sẽ rất là thấp nên là chúng ta mong muốn làm sao mà cái đồng quay của chúng ta khi mà chúng ta tham gia khai thác ấy, thì chúng ta sẽ được một cái giá trị cao nhá để chúng ta có thể có một cái chút vốn. Rồi đấy là cái phần phân phát mà Lâm chia sẻ cho bạn. Các bạn thể kéo xuống phần bên dưới đây cho mình này. Cái phần bên dưới này là cái phần bảng tin. Ở đây thì nó sẽ hiện lên cái kiểu nhà cái thời gian trang web này hoạt động này cũng như cái tổng số người tham gia thì hiện tại đang có là 56.000 người tham gia rồi đấy cũng rất là đông càng nhiều người tham gia trên cái dự án này thì cái tỷ lệ cái dự án này nó cũng khá là cao nhá các bạn nhá cho thấy cái sự phát triển của nó sẽ rất là lớn đấy các bạn có thể đọc qua ở đây cho mình này rồi đấy là cái phần mà Lâm chia sẻ cho bạn bây giờ Lâm sẽ hướng dẫn các bạn là cách để các bạn có thể đăng ký tham gia khai thác cái đồng coin này các bạn ấn một phần tham gia khai thác ở đây cho Lâm này ở à, cái phần mà đăng ký này thì rất là đơn giản thôi ở đây đăng ký bằng số điện thoại nha các bạn nhé đó, ở đây các bạn thể chọn cho mình là cộng 84 đây này hiện tại thì nó chỉ cho bốn quốc gia khai thác thôi thứ nhất là Trung Quốc Hoa Kỳ Việt Nam và Hàn Quốc thì các bạn sẽ chọn cho mình đó là cộng 84 đây các bạn sẽ nhập cho Lâm cái số điện thoại của bạn vào đây nhá các bạn sẽ điền cho mình cái số điện thoại này ở đây nếu mà bạn nào mà có số điện thoại Việt theo thì càng tốt các bạn sẽ nhập cho mình cái số điện thoại ra đây sau khi mà các bạn điền xong số điện thoại rồi, cái phần quan trọng nhất ở đây đó là cái phần địa chỉ ví này, các bạn có thể đọc ở đây này, vui lòng nhập cái địa chỉ ví HUBI này, đó, HUBI ECOCHEN nhé, HUBI ECOCHEN có nghĩa là cái đồng HT, ấy. mình sẽ lên cái ví chốt wallet của mình này, bạn nào mà không biết cách mà kiểu như là cho cái đồng coin này ra thì lâm sẽ lên đây này, hầu như là ví chốt wallet của các bạn đều có rồi phải không? Đây, đầu tiên nhá, khi mà các bạn bỏ vào cái ví chốt wallet thì nó sẽ như thế này. Các bạn sẽ ấn vào phần đây có hai cái dấu gạch ở trên này cho mình này. Rồi các bạn sẽ ghi cho Lâm cái từ là HT ra nhá, HT ra này. Đây các bạn để ý này, cái đồng uh, Hubi CHAIN này. Đó, có nghĩa là cái đồng HT ấy, các bạn sẽ bật lên, đối với bạn nào mới chưa có thì các bạn bật lên cho Lâm này. Đấy, sau khi bật lên xong rồi chúng ta quay trở lại. Các bạn sẽ kéo xuống phần bên dưới đây cho mình này. Đây các bạn để ý này, cái đồng uh, Hubi CHAIN này các bạn bật vào đây cho mình này Hiện tại nó đang có giá là 10 đô nha các bạn nhé 10 đô Đấy cũng rất rất là cao Ở đây các bạn có thể là ấn vào phần mục nhận ở đây cho Lâm Sau đó ấn mục phần sao chép đấy cho mình nhá Rồi như vậy là chúng ta đã sao chép được cái địa chỉ rồi Chúng ta sẽ quay sang cái trang web này Rồi các bạn sẽ dán cho Lâm cái địa chỉ ví ra đây sau khi mà các bạn dán xong địa chỉ ví rồi, ở đây thì nó sẽ hiện lên một cái phần hình ảnh để các bạn thể nhập các trà ở đây nhá. Ở đây là chữ cái này, chữ cái này chữ cái hoa luôn. Rồi chúng ta sẽ nhập ra đây này. Sau khi mà các bạn điền xong này, mã captcha, địa chỉ ví, số điện thoại rồi, các bạn sẽ ấn một phần đăng nhập ở đây nhé. Để các bạn có thể là đăng ký tham gia khai thác cái đồng coin này. Rồi bây giờ Lâm sẽ ấn phần đăng nhập ở đây. Sau khi các bạn đăng nhập cũng như là đăng ký thành công cái tài khoản thì nó sẽ hiện lên một cái giao diện như thế này. Ở đây thì nó sẽ hiện luôn cái đường link để các bạn có thể đi chia sẻ và mời bạn bè nhé. Còn trên này là các bạn có thể điền đầy đủ thông tin về cái tài khoản của bạn này. Các bạn có thể kéo xuống phần bên dưới ở đây cho Lâm Ở bên dưới này nó thì nó có một cái phần này Khai thác ngay bây giờ ở đây nhá Các bạn sẽ ấn mục phần khai thác ngay bây giờ ở đây cho Lâm này Để Lâm sẽ hướng dẫn các bạn là cách khai thác cái đồng coin này Rồi mình sẽ ấn mục khai thác ngay bây giờ thì đối với giả sử các bạn ấn mục còn khai thác ngay bây giờ nó hơi bị lang một chút Thì chúng ta sẽ vuốt lại cái màn hình nhá Rồi mình sẽ vuốt lại cái màn hình này sau khi mà các bạn vuốt xong màn hình ấy thì nó sẽ hiện lên cái số giờ khai thác ở đây cho chúng ta. Ở đây là cứ trong vòng 24 giờ thì chúng ta sẽ vào đây và ấn vào mục bắt đầu đây nhá để nó sẽ khai thác cho chúng ta cái đồng coin này. Đấy là cái phần mà Lâm hướng dẫn các bạn là cách khai thác cái đồng coin ở trên cái trang web này. Như các bạn để ý này, hiện tại thì mình đã liên kết sẵn với cái địa chỉ ví rồi. Sau này mà nó cho chúng ta rút tiền ấy thì chúng ta chỉ cần ấn mục rút tiền thôi là nó sẽ tự động chuyển về cái đồng ví của chúng ta ở bên này nhá. Đây Lâm sẽ sang cái ví chốt wallet này. Hiện tại thì một cái đồng HT này nó đang có giá là 10 đô nhá. Để các bạn để ý này, 10,31 đô thì nó rơi vào tầm là hơn 200 nghìn trên một cái đồng này. Thì đây là một cái dự án rất là tiềm năng nên là các bạn không nên bỏ lỡ qua cái dự án này cho Lâm. Thì đối với những cái dự án mà mới ra ấy thì cái sự uy tín của nó còn rất là cao nhá. Rồi thì trên đây là cái video ngày hôm nay Lâm hướng dẫn và chia sẻ cho bạn giúp chúng ta có thể tham gia khai thác cái đồng coi vua tun nhá. Thì ở trên cái trang web này bạn nào còn không hiểu thắc mắc gì thì các bạn có thể kết bạn qua Zalo hoặc Facebook với Lâm. Lâm sẽ hướng dẫn. Thì cái video của Lâm kết thúc ở đây. Bây giờ Lâm sẽ sang quay một cái event và tặng thẻ cho một bạn may mắn nhất đây. Bây giờ Lâm sẽ quay một cái event và tặng thẻ cho một bạn may mắn nhất nhá. Thì bạn nào muốn tham gia event của Lâm các bạn nhớ để lại cho mình này. Số like kèm theo số điện thoại, nhà mạng, việt theo, villa, mua cho mình. Video đợt trước của mình có 89 comment. Bây giờ Lâm sẽ chọn ra một bạn may mắn nhất đây rồi xin chúc mừng bạn hữu tân này số điện thoại là momo thì sau khi video này lâm sẽ gửi một phần quà qua momo cho bạn thì video của lâm kết thúc ở đây xin chào tất cả bạn nhé